Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích trong cuộc sống. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nha. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Thương Tĩnh bất ngờ trở lại sau sóng gió với dự án phim Hoa Thiên Cốt. Sau cuốn sách gây nhiều tranh cãi, Thương Tĩnh dường như đang muốn trở lại với nghiệp diễn. Mới đây chúng tôi đã vô tình bắt gặp Thương Tĩnh tại trường quay phim ngắn Hoa Thiên Cốt, phiên bản Việt. Thương Tính là một trong những tài tử điện ảnh nổi tiếng nhất Việt Nam thập niên 80 với vẻ ngoài điển trai và kho phim đồ sộ mà ông tham gia. Điện ảnh Việt thời đó ghi nhận Thương Tính như một nghệ sĩ tài năng. Ông đã trải qua hơn 200 vai diễn trong đủ các thể loại phim. Thậm chí sách kỷ lục Guinness Việt Nam ghi nhận Thương Tính là nghệ sĩ đóng nhiều phim nhựa nhất với 12 phim trong một năm. Trớ triều thay người đa tài thường đa tật thương tính tài giỏi trên màn ảnh bao nhiêu thì tật xấu của ông cũng nhiều không kém. Rời xa hào quang sân khấu đã lâu, thương tính mới đây lại khiến khán giả phải nhắc đến khi ra mắt cuốn hồi ký, đang nhận nhiều chỉ trích từ dư luận, sách miêu tả chân thật về cuộc đời của thương tính. Thậm chí ông còn phơi bày hàng loạt chuyện tình và những người phụ nữ đi qua đời mình trong sách. Điều đó đã gây ra nhiều tranh luận trái chiều. Sau scandal về cuốn hồi ký của mình, thương tính dường như đang muốn quay lại với nghiệp diễn. Mới đây, chúng tôi đã vô tình bắt gặp ông tại trường quay Hòa Thiên Cốt phiên bản Việt, dự án phim ngắn do hợp tác sản xuất, đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo thông tin từ đoàn làm phim, Thương Tính sẽ đảm nhận một vai diễn hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trong Hòa Thiên Cốt bản gốc. Sư phụ của Sát Thiên Mạch, vai diễn độc đáo này có lẽ cũng chính là cái duyên của Thương Tính khi mà tham gia phim ngắn Hòa Thiên Cốt. Thời điểm mới được hé lộ cũng gây nhiều tranh cãi, rồi thì dàn diễn viên của phim bị che tơi tả, cốt truyện bị thay đổi với sự góp mặt của dàn diễn viên nhí, cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Đã từng đóng nhiều thể loại phim, nhưng kiểu phim tiên hiệp như Hoa Tiên Cốt, có lẽ là trải nghiệm lần đầu trong đời của thương tính.